Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Bỗng dưng trúng số, đây là tên một bộ phim đang rất hot gần đây khi mô tả về cơ duyên gặp chiếc vé số độc đắc, quá trình tranh giành, chia sẻ và nhận thưởng của những chàng quân nhân tại vùng biên giới Bắc Hàn và Nam Hàn. Họ may mắn nhặt được tấm vé số có giá trị trúng thưởng khổng lồ, khoảng 6 triệu đô la. Nếu bạn đã đi xem, hẳn là bộ phim đã mang đến cho bạn những tiếng cười sảng khoái từ đầu đến cuối phim. Thế nhưng, đã có khi nào bạn dừng lại và tự hỏi, nếu một ngày mình trúng số, mình sẽ làm gì? Sổ số là một trò chơi quay số có thưởng do các công ty sổ số kiến thức trực thuộc nhà nước phát hành. Sổ số ở Việt Nam là hợp pháp và nó tồn tại dưới nhiều hình thức, luật chơi cũng như có cơ cấu giải thưởng khác nhau. Hiện đã có 5 loại sổ số được nhà nước cấp phép hoạt động trên thị trường, bao gồm sổ số truyền thống, sổ số thần tài, sổ số lô tô, sổ số bóc và cuối cùng là sổ số điện toán. Thông tin chi tiết về các loại sổ số và cách chơi, anh chị và các bạn có thể tìm kiếm trên Google với hàng triệu kết quả trong vòng chưa đầy một giây. Trong video ngày hôm nay, AssetFin muốn chia sẻ với anh chị về các điều cần biết sau khi trúng thưởng sổ số là gì. Đầu tiên là về cách nhận thưởng. Giải thưởng khi trúng thưởng sổ số có thể từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm tỷ đồng, tùy thuộc vào loại hình sổ số và số tiền tham gia ban đầu. Nếu trúng thưởng sổ số, việc đầu tiên bạn cần biết là thủ tục lĩnh thưởng thế nào, nhận thưởng ở đâu. Khi xác định đã trúng giải, bạn cần điền thông tin vào mặt sau tờ vé và ký tên ngay vào tờ vé số trúng thưởng sổ số kiến thiết và liên hệ trực tiếp với đơn vị phát hành. Theo quy định, nếu vé số trúng giải được ghi nhận phát hành từ công ty sổ số kiến thiết, toàn bộ thông tin phải khớp với ngày quay và kỳ quay thưởng. Các số in trên vé không được tẩy xóa, sửa chữa, phải rõ ràng. Tấm vé số phải còn nguyên vẹn, không rách nát. Đặc biệt, tất cả vé sổ số của sổ số miền Nam, sổ số miền Bắc hay sổ số miền Trung đều phải còn trong thời hạn lãnh thưởng là 30 ngày, được tính kể từ ngày xác nhận trúng. Nếu người chơi để quá thời hạn, các vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng với bất cứ lý do gì. Bạn có thể đến đại lý vé số gần nhất hoặc đến trực tiếp công ty sổ số kiến thiết theo tên tỉnh, thành phố được in trên tờ vé mà bạn trúng thưởng. Khi đến nhận thưởng, người trúng thưởng cần có những giấy tờ định danh, ví dụ như chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe hay là hộ chiếu. Việc lĩnh thưởng tại đại lý vé số địa phương có thể nói là cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Tuy nhiên, trên thực tế giao dịch, người trúng thưởng sẽ cần phải chi trả một khoản hoa hồng đổi vé số trúng thưởng, là một dạng chi phí giao dịch cho các đại lý này. Thông thường, mức hoa hồng sẽ dao động từ 0,5% đến 1% tùy vào địa điểm đổi thưởng. Nếu nhận thưởng tại văn phòng công ty sổ số kiến thiết phát hành tờ vé đó, người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị giải trúng sau khi trừ thuế thu nhập trúng thưởng nếu có và không phải tốn bất kỳ một khoản phí giao dịch nào như đổi tại các điểm đại lý. Dựa vào thông tin này, bạn cân nhắc để lựa chọn địa điểm nhận thưởng phù hợp. Nếu bạn không thể đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền người thân lãnh giúp. Người trúng thưởng phải làm giấy ủy quyền và được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Tiền nhận thưởng sẽ được công ty chịu trách nhiệm chi trả bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc trao tay trực tiếp, phụ thuộc vào mong muốn của người trúng giải. Bạn lưu ý rằng, thông tin trúng giải của bạn phải được đảm bảo bảo mật một cách tuyệt đối, không để lộ bất kỳ tin tức nào từ các công ty sổ số trừ khi được bạn cho phép. Thứ hai, đó là cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi nhận thưởng. Có một quy định tại nước ta mà người trúng thưởng sổ số phải thực hiện, đó là nộp thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế thu nhập phải nộp với khoản nhận thưởng sổ số được tính theo từng lần nhận thưởng như sau.
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng thu nhập tính thuế nhân thuế suất 10%. Trong đó, thu nhập tính thuế sẽ bằng giá trị giải thưởng trừ đi 10 triệu đồng. Theo quy định này, thì với những khoản trúng thưởng xổ số dưới 10 triệu đồng thì anh chị không cần phải nộp thuế. Thứ ba, đó là một điều rất quan trọng, đó là làm gì với số tiền trúng số. Chúng tôi đã từng chia sẻ với anh chị về câu chuyện của những người trúng số thông qua video 3 nguyên nhân tái nghèo bền vững. Cho anh chị nào có quan tâm, chúng tôi có để link video dưới phần mô tả. Trong bài ngày hôm nay, tôi sẽ tóm tắt 3 ý chính trong video đó. Những nhân vật mà chúng tôi đề cập đến trong video đó là những người nghèo trúng số nói riêng và những người không có kỹ năng quản lý tài chính nói chung. Kỹ năng quản lý tài chính mà tôi muốn nói tới ở đây chủ yếu là quản lý chi tiêu và đầu tư tài chính. 3 nguyên nhân khiến cho nhóm đối tượng này trở về cuộc sống nghèo túng, thậm chí còn tệ hơn so với lúc trúng thưởng, đó là: chi tiêu không có kế hoạch và không có kiểm soát. 2. Đó là không kiểm soát được thói hư tật xấu. 3. Là chưa biết cách đầu tư hiệu quả. Có ai đó đã từng nói rằng, nếu bạn sở hữu nhiều tiền nhưng không có khả năng quản lý chúng, bạn không được xem là người giàu mà chỉ được xem là một người nghèo sở hữu nhiều tiền. Vì vậy, việc quan trọng là bạn cần phải học cách quản lý và nâng cao năng lực quản lý tài chính khi bỗng dưng sở hữu một khối tài sản kếch xù. Khi nhận giải thưởng, tất nhiên cảm xúc vui sướng và ý nghĩ muốn tận hưởng những tiện nghi vật chất ngay lập tức là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đừng để cảm xúc chi phối đến hành động của bạn. Hãy dừng lại và chuẩn bị cho mình một kế hoạch sử dụng số tiền hợp lý và hiệu quả. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện tài chính mà bạn sẽ phân bổ khoản tiền vào những mục tiêu khác nhau, không nằm ngoài nguyên tắc 3T mà chúng tôi đã chia sẻ, bao gồm thiết yếu, tiết kiệm đầu tư, tận hưởng. Ví dụ, khi tình hình tài chính chưa ổn định, hãy ưu tiên trích để xây dựng một quỹ dự phòng cho bản thân và gia đình. Hay ví dụ bạn đang có một khoản nợ vay với lãi suất cao, hãy cơ cấu nó. Nếu bạn có khả năng để lên kế hoạch tài chính cho bản thân thì đó là một điều tuyệt vời. Thế nhưng nếu bạn còn băn khoăn không biết sử dụng khoản tiền đó thế nào, hãy tìm đến những nhà tư vấn, nhà hoạch định tài chính. Họ sẽ giúp bạn hoạch định kế hoạch để vừa đáp ứng các nhu cầu tài chính trong ngắn và trung hạn mà lại vừa đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.